Nomura đại nhân, là Nạp Lan Đông. Miyashita đại nhân dặn dò tôi phải nhẫn nhịn hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn là dám gây sự với tôi, đụng chết hắn. Nạp Lăng Đông, rốt cuộc mày muốn làm gì? Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Tiến sĩ Chiba, xin lỗi vì quấy rầy công việc thường ngày của ông. Tôi phụng lệnh tổng lãnh sự Miyashita tới hỏi tiến sĩ Chiba một chuyện. Ngài Miyashita đang muốn hỏi người Trung Quốc hồi sáng được tôi dẫn từ quân bộ về, bây giờ được phân công làm gì đúng không? Đúng vậy. Nếu tiến sĩ Chiba thấy tiện, xin ông dẫn tôi tới chỗ anh ta làm việc coi thử một chút. Như vậy, ngài Miyashita cũng yên tâm hơn. À, chúng tôi cẩn thận như vậy cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của tiến sĩ Chiba mà thôi. Được, vậy cậu về nói với ngài ấy, cái người đó đã rời khỏi lãnh sự quán rồi, là tôi đích thân đưa cậu ta đi. Chắc các người cũng đã điều tra ra, chuyện đó không liên quan tới mấy nghiên cứu viên này, đều do một mình tôi làm thôi. Không biết là tại sao tiến sĩ lại làm như vậy? Muốn tôi giải thích với cậu sao? Dĩ nhiên là ông không cần giải thích với tôi. Nếu đã như vậy, xin mời tiến sĩ theo chúng tôi trở về một chuyến. Ông có thể tới trước mặt ngài Miyashita, giải thích rõ với ngài ấy. Tiến sĩ, tiến sĩ. Cô Mura, các cậu không cần lo cho tôi, tôi cũng không hối hận. Ngược lại bây giờ trong lòng tôi rất yên ổn, cũng đã tháo được gút mắt 10 năm của tôi. Tốt, bây giờ tôi có thể làm chút chuyện cho bạn cũ mà không cần phải đắn đo nhìn trước ngó sau. Ôi, cũng coi như thỏa mãn được tâm nguyện. Khóc cái gì? Đàn ông không được khóc. Từ giờ trở đi, phòng nghiên cứu này sẽ do cậu phụ trách hoàn thành công việc còn dang dở của tôi. Nhờ cậu đó. Tiến sĩ, tất cả mọi thứ ông vất vả lắm mới có được, vậy mà chỉ vì một người Trung Quốc mà từ bỏ, ông không cảm thấy đáng tiếc sao? Tôi không vì bất cứ ai, tôi chỉ vì lương tâm của tôi thôi. Lương tâm của ông dùng để cứu một người Trung Quốc sao? Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Đuổi theo.
Bên đây, bên đây. Tiến sĩ à, ráng thêm chút nữa đi. Tôi giải pháp ngay ở trước mặt rồi. Cho dù bọn chúng đuổi tới cũng không làm gì được chúng ta đâu. Thật không ngờ, tôi từng tuổi này mà còn có cơ hội thưởng thức mùi vị chạy trốn. Tiến sĩ à, tôi xin lỗi, là chúng tôi hại ông rồi. Nhóc con, tôi cho cậu biết, đừng có xông vào lãnh sự quán gì tôi nữa. Nói thật lòng, tôi đã phạm kỷ luật quân đội, tôi tự ý thả phạm nhân. Miyashita đối phó tôi cũng là đương nhiên thôi, đừng có làm chuyện này thêm rắc rối nữa. Tôi mà kể, cậu rốt cuộc là ai, cậu giúp cho bên nào? Nếu như cậu dám không tốt với Chi Han, tôi có chết cũng sẽ nguyền rủa cậu. Tiến sĩ à, sao tôi dám chứ? Tiến sĩ ở đây không an toàn. Chúng ta ráng chạy thêm một chút nữa đi. Tránh lên đi. Được. Đại tá Fukaya, cậu ấy là một người bạn tốt của tôi, vì nghĩa khí mới đưa tôi ra khỏi lãnh sự quán. Cô nể tình chúng ta là đồng nghiệp với nhau, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Tôi có thể theo cô trở về. Cô để cậu ấy đi có được không? Tiến sĩ à, vậy ý của tiến sĩ là bó tay chịu trói sao? Đại tá muốn nói như vậy cũng không sao. Tôi cũng là người từng làm tướng quân, muốn phản kháng không phải rất dễ sao? Nhưng mà chuyện lần này nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Tôi chính là lựa chọn tốt nhất. Ý tốt của cậu tôi xin nhận. Hãy cố gắng tiếp tục sống yên ổn bình dị đi. Bên đây, bên đây. Mau bắt tiến sĩ Chi Ba lại cho tôi. Mọi người nghe đây, mọi người không cần gì Chi Ba tôi phí sức nữa. Tôi đã quyết định về với cô ta. Nếu như mọi người không đi thì sẽ phải đối đầu với tôi.
đại tá Fukaya, lỗi tôi đã phạm, tôi sẽ tự gánh vác. Nếu như cô đưa thi thể của tôi về chỗ ngài Miyashita thì cô sẽ không sao hết. Đi đi, bác chị ba, đi mau, không thể để cho bác chết uổng phí sao? Bách Lạc Môn. Bọn chúng điều động nhiều người đứng gác ở đây sau khi phong tỏa Bách Lạc Môn. Ngoài sổ mật mà, thật sự không nghĩ ra cái gì khác nữa. Miyashita đúng là cáo già nham hiểm, dùng cách tàn độc như vậy với Bách Lạc Môn. Nhưng mà cũng tốt, cho dù không phải vì em, hắn chắc chắn cũng sẽ tìm cách tiêu diệt Bách Lạc Môn. Như vậy mới không gặp áp lực lớn. Em nghĩ hai chúng ta lát nữa làm sao lấy sổ mật mã đây? Chuẩn bị xong chưa? Không có. Tụ bảo hiểm phòng số 9 anh từng vào rồi sao lại không có? Diện tích của nó bằng diện tích thang máy. Bên trong có một cái hộp. Sao chỗ này lại không có chứ? Sao lại như vậy chứ? Cấu tạo các phòng VIP ở Bách Lạc Môn đều giống y như nhau, trừ khi vị trí đặt tủ bảo hiểm của mỗi phòng là không giống nhau. Em nghĩ chắc là vậy. Tiếp. Anh đã tìm kỹ tất cả mọi ngóc ngách, không có. Còn một chỗ chúng ta chưa tìm. Không thể nào, anh tìm kỹ lắm rồi. Là thang máy đơn lẻ. Mỗi một phòng VIP đều có thang máy của riêng nó. Thang máy được coi là một bộ phận của phòng VIP số 10. Thông minh. Đi. 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 Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Khoan đã, nếu như mở ra bên trong thật sự là sổ mật mã, anh báo đáp em sao đây? Anh đã thuộc về em rồi, còn báo đáp cái gì nữa? Anh nghiêm túc đi. Vậy anh sẽ nói nghiêm túc cho em nghe. Nếu bên trong thật sự có sổ mật mã, chúng ta hãy cùng nhau vạch ra kế hoạch đưa nó ra khỏi thành nhanh nhất. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Cơ mật. À,
Dạ. Dạ. Em điên rồi. Sao em làm chuyện dại dột vậy? Em không làm vậy thì còn có cách nào khác chứ. Em sống trên đời này không có ý nghĩa gì hết. Anh và anh Triệt không có ai cần em. Trên đời này không còn gì để em lưu luyến nữa. Sao lại không có gì đáng cho em lưu luyến chứ? Có con của em, con của em với Triệt sẽ khiến hai người sau này trở về với nhau. Chúng ta còn rất nhiều hy vọng đẹp đẽ. Bây giờ chỉ cần cơ thể của em khỏe lại, mọi thứ sẽ tốt lên thôi mà. Không còn tốt nữa đâu. Mất hết tất cả rồi. Bây giờ trên đời này em không còn gì hết. Anh không thuộc về em, anh Triệt cũng không cần em. Em chỉ còn có một cách, chính là mang cả em và con của em rời khỏi thế giới đau thương bi thảm này. Đông à, sau này anh hãy cố gắng sống tốt. Để em chết đi. Dạ. Để dạ. Em chết. Buông đi. Ra. Buông ra đi. Em ra. Buông ra. Dạ. Dạ. Anh xin em được làm vậy có được không? Dạ. Dạ. Anh có biết không? Lần dạ. đầu tiên khi anh buông tay em, lẽ ra em nên làm như dạ. vậy rồi. Bởi vì trên đời này không có ai yêu em. Trên đời này không có ai yêu em hết. Dạ. Để em chết dạ. đi. Dạ. Để em chết đi. Muốn ra để em chết đi mà. Anh yêu em. Trước giờ anh luôn yêu em. Anh mãi mãi yêu em như vậy. Không cho phép em rời xa anh. Anh không cho phép. Anh yêu em. Không phải là cô ta. Người anh yêu là em. Trước giờ người anh yêu luôn là em. Tin tưởng anh, trên đời này ai cũng có thể bỏ rơi em. Chỉ có anh là không. Anh không bỏ rơi em. Phim được dịch và trễ đồng quá tiếng tại rồi. Phim 4K. Tại sao tới giờ em mới nói cho em biết? Không trễ. Không trễ đâu. Mọi thứ có thể làm lại từ đầu. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần em chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi. Nếu em ngoan ngoãn, anh bảo đảm anh sẽ đem tất cả hạnh phúc, tất cả tình yêu cho em hết. Có thật không? Thật chứ. Sao rồi không có? Sao hả? Bây giờ bệnh của Hạ nó nặng lắm rồi. Để cô ấy chạy trên đường sao rất nguy hiểm cho người khác và cổ đó. Cậu coi, tôi mới đi lấy thuốc con chút xíu à. Cô ấy đã biến mất rồi. Phải tôi biết cô ấy bệnh nặng vậy. Hồi nãy tôi ra ngoài khóa chặt cửa lại cho rồi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Quan trọng nhất là phải tìm được Hạ. Nhưng mà bây giờ sắp tới giờ cô Lưu Ly Tử hẹn hành động rồi. Nếu tất cả chúng ta cùng đi tìm Hạ, chắc chắn sẽ lỡ thời gian hành động đó. Không được, không được. Tìm Hạ trước. Lưu Ly Tử thông minh cơ trí, chắc không có nguy hiểm gì đâu. Nhưng bây giờ tình trạng của Hạ không ổn. Nếu không tìm được cô ấy, hậu quả khó tưởng tượng được. Để tôi đi tìm Hạ trước cho. Thái Sương.
Nè nè, bên chỗ tôi không có. Hừ. Cầm lấy. Dạ. Bây giờ anh muốn đi đâu? Dạ về về Thái Sương. Về đó làm gì? Hai ngày nữa em gái út của tôi kết hôn, cho nên tôi về đó để ăn đám cưới. Cầm đồ đựng cái gì? Bánh ngọt tôi đem về cho mẹ tôi. Khốn kiếp, đuổi đi. Dừng xe. Người bên mình họ làm việc trong lãnh sự quán sao? Ồ, nói cho chính xác là làm ở ban thư ký. Nhưng mà chúng tôi nhận được mệnh lệnh của đại tá Fukaya, trước khi giấy thông hành đặc biệt được ban hành, nhân viên đang tại chức của đế quốc nếu như muốn qua cổng phải chịu lục soát kiểm tra giống như những người dân bình thường khác. Tôi xin lỗi, mời anh xuống xe. Vì đại tá Fukaya có nhắc tới chuyện cái giấy thông hành đặc biệt này là do ban thư ký chúng tôi ban hành ra không? Cô ấy cho chúng tôi thời gian 2 ngày, cho nên tôi gấp rút chạy tới xưởng in như vậy. Nếu như cậu làm lỡ công việc in ấn của chúng tôi, về trách nhiệm này cậu gánh vác nổi không hả? Đồ để trong xe là gì vậy? Văn kiện cơ mật. Văn kiện cơ mật, cậu muốn coi không? Không dám. Nhưng mà vẫn mong anh có thể phối hợp với chúng tôi xuống xe cho tôi kiểm tra. Được rồi. Người anh em, đã kiểm tra thì phải làm kỹ một chút, công việc mà, đừng có qua loa. Báo cáo, trong xe không có phát hiện bất thường. Tôi xin lỗi, làm lỡ công việc của anh. Không có gì, thôi tôi đi nghe. Cho qua. Đóng rồi lại. Dạ. Inoue Jinhan, tôi là Fukaya đây. Không phải là cô hẹn tôi tới đây à? Sao còn chần chờ chưa chịu bước ra? Anh coi bệnh của Hạ, nó kéo dài lâu vậy rồi, đã không thấy chuyển biến tốt, còn nặng hơn nữa lần sau. Loại bệnh này tôi cũng chưa từng thấy. Theo như bình thường, người chích ma túy chỉ có tinh thần không tỉnh táo, nhưng cô ấy lại không giống vậy. Không những tinh thần không tỉnh táo, còn không nhận ra chúng ta. Càng kỳ lạ hơn là cô ấy chỉ cho phép Nạp Lăng Đông chăm sóc thôi. Chúng ta không cách nào làm cô ấy tỉnh táo lại được. Jin Han, năm đó khi tướng quân Inoue gặp chuyện, cô vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô không hiểu được đâu. Nhưng mà cô có thể thoát được kiếp nạn đó, tôi rất vui. Ra đây đi, chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi sẽ đem những chuyện năm đó kể lại hết toàn bộ cho cô nghe. Watanabe. Ha ha ha.
Đại tá Fukaya, đại tá. Dẫn theo người của cậu lui ra cách đây 5 dặm. Không có mệnh lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được tới gần. Nhưng mà... Khốn kiếp, đây là mệnh lệnh. Dạ. Tất cả binh sĩ toàn bộ rút lui. Đại tá Fukaya, rất vui vì chị làm đúng theo giao hẹn, một mình tới nơi này. Thì ra cô vẫn chưa chết. Mạng của cô cũng lớn thật. Là cô hẹn tôi tới sao? Đại tá Fukaya, không phải muốn kể tôi nghe chuyện xảy ra năm đó sao? Lưu Ly Tử. À không, nên gọi cô là Chin Han. Cô vì muốn trả thù cho tướng quân Inoue mới nhằm vào 6 quan viên có tên trong sổ thỉnh cầu, dạch ra kế hoạch ám sát từng người một. Nhưng mà món đồ trong phòng cơ quan nhà Shimizu và căn phòng VIP số 10, cô lấy nó để làm gì? Đại tá chắc chắn món đồ đó là do tôi lấy sao? Không thì sao? Món đồ trong phòng cơ quan bị lấy trộm đúng vào ngày tang lễ của Shimizu. Lúc đó cô cũng có mặt. Còn dùng chuyện Takahashi bị giết đánh lạc hướng chú ý của chúng tôi. Sau đó Bách Lạc Môn bị phong tỏa. Người có thể vào phòng khách VIP số 10 lấy đồ đi. Tôi nghĩ ngoài Athena của cô ra, bến Thượng Hải không một ai có thể làm được chuyện như vậy. Từ đó suy ra, trong ngày tang lễ, Nạp Lan Đông mời cô tới phủ giúp chuẩn bị đồ, nhưng thật ra là giúp cô đạt được mục đích. Đại tá cũng biết tính của anh ấy rồi. Trong tình huống giống như lúc đó, bất cứ cô gái nào nhờ anh ấy giúp đỡ, anh ấy cũng sẽ giúp thôi. Nhưng mà nếu như anh ấy đoán trước được thân phận thật của tôi, thì dù thích tôi tới đâu cũng không kết hôn với tôi. Nếu không, tại sao lúc ở trên pháp trường lại bắn tôi chứ? Chin Han, tôi khuyên cô nên giao món đồ đó ra đây. Cô đã giết rất nhiều quan viên, nhưng dù sau đó cũng là ân oán cá nhân. Tôi sẽ xin tổng lãnh sự Miyashita tha cho cô. Nhưng mà món đồ đó đối với đế quốc Nhật Bản chúng tôi rất quan trọng. Nếu không may để rơi vào tay của quân đội Trung Quốc, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Tới chừng đó cô chắc chắn sẽ mất mạng. Đại tá cho rằng hôm nay tôi tới là hy vọng tổng lãnh sự giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng sao? Hôm nay tôi tới là để lấy cái mạng cuối cùng trong sổ thỉnh cầu. Ơi, nhanh lên chút nữa đi. Tôi chạy hết ga rồi mà. Cậu không biết tới trễ phút nào tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm phút đó hay sao? Nó hay quá, lên cầm lái đi. Cậu... Đủ rồi. Cãi cái gì? Lát nữa còn một trận khốc liệt, có giỏi thì lý trút lên bọn người Nhật kia. Thank you.
Khốn kiếp, tìm ra cô ta thì giết ngay lập tức cho tôi. Và lồng tiếng tại phim 4K. Ê! Fukaya, đao của Fukaya giống như bị bẻ gãy vậy. Vết máu này là của Fukaya hay là của Lưu Ly Tử vậy? Mau tới cửa sau cùng Lưu Ly. Nhưng mà lỡ tiểu thư còn gặp nguy hiểm thì làm sao? Lỡ cô ấy còn đấu với bọn Nhật thì sao? Vậy làm sao anh giải thích chuyện bây giờ người Nhật đã rút hết? Tôi... vậy lỡ như... lỡ như cái gì? Chúng ta bỏ lỡ thời gian giao đấu rồi, không thể bỏ lỡ thời gian tập hợp nữa. Đi. Khoan, đang nghiên cứu mà đi vậy? Đi thôi. Nè nè. Ê, ghê. Bên đây nè. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Nhảy lên. Bảo vệ đội. Bảo. Dừng. Bắt sống cho tôi. Tôi phải bắt cô ta đem về, để cô ta trả giá cho tất cả những gì đã làm hôm nay. Lên. Lên. Các anh em, hôm nay chém giết thoải mái cho tôi. Giết. Ai vậy? Bắn cho tôi. Các anh em, lên cho tôi. Rút đi, rút đi, rút đi. Kim Đức Dịch
chạy đi, chạy đi. Không kịp rồi. Đuổi theo cho tôi. Đội trưởng chúng tôi và chị Phương đã nhận được tin báo thành công của anh. Họ đợi anh mấy ngày rồi đó. Ồ, xin lỗi. Vì bên lãnh sự quán Nhật biết sổ mật mã bị mất rồi, nên lập chốt kiểm tra rất gắt gao. Chúng tôi quyết định hôm nay đem nó tới đây luôn, để mọi người chờ lâu rồi. Là vậy à? Vậy các anh vất vả rồi. Mời bên này. Tôi thấy như vậy là... Báo cáo đội trưởng. Đồng chí Nạp Lan Đông ở Thượng Hải đã tới. Ồ. Mời. Là cô? Sao cô lại ở đây vậy? Không ngờ phải không? Chúng ta lại gặp nhau ở đây, đồng chí Nạp Lan Đông. Bất ngờ thật đó, không phải cô về Trường Xuân rồi sao? Sau khi cô về Trường Xuân, báo cáo tường tận mọi chuyện với tổ chức xong, liền xin được điều về khu vực Giang Chiết, tiếp tục phụ trách nhiệm vụ liên lạc với đội đặc chiến các con. Cô cũng vừa tới thôi. Cô ơi, sắc mặt của cô tốt hơn nhiều rồi. Cô còn nhớ trước đó chúng ta đã giao hẹn, cô dẫn theo Lưu Ly Tử, Trình Nặc dẫn theo Tẩy Tâm, chúng ta có buổi họp mặt nhỏ, chỉ có điều là địa điểm từ Trường Xuân đổi thành Thường Thục. Cô không ngại chứ? Không đâu. Được rồi, đó chuyện chính thôi, mau ngồi đi. Nạp Lan, đây là đội trưởng phó của trạm Thường Thục. Đội trưởng phó, cậu này chính là đồng chí Nạp Lan Đông, tôi thường nhắc với anh đó. Xin chào đội trưởng. Chào cậu. Chào cậu. Tôi từ chỗ chị Phương nghe kể rất nhiều về sự tích anh hùng của cậu. Từ lâu đã muốn gặp con người thật của cậu coi thế nào. Đội trưởng à, ông quá khen rồi. Là cô tôi tiến cử tôi gia nhập cung chính của ấy, dẫn dắt tôi theo con đường cách mạng này đó. Hai người sao lại nói tới tôi rồi? Được, nói chuyện chính đi. Cái này chính là kế hoạch vũ trang kiều bào của Nhật và sổ mật mã. Nhiệm vụ cuối cùng cũng xong rồi, bây giờ giao lại cho mọi người. Cầm cái này trong tay cảm thấy nặng nề vô cùng. Hả? Các cậu vất vả rồi. Sao các người lại ở đây? Trưởng quan Watanabe cô cánh ở đây, anh ấy ở gần đây mà.
tiểu thư. Tỷ Tâm, khốn kiếp, các cậu tìm cho thật kỹ, cô ta chắc chắn ở gần đây. Đi. Tiểu thư, chị coi chị mệt tới nỗi mở mắt không lên nữa rồi kìa. Ở đây chắc là an toàn hơn mấy chỗ khác, chắc là không có ai tới đây đâu. Chị ở đây ngủ một chút đi, để em đi coi thử chị Linh đã về chưa. Được, cẩn thận nha. Bọn họ chắc chắn còn trốn ở gần đây. Chúng ta lục soát từng nhà từng hộ. Watanabe, anh dạch ra phương hướng rõ ràng để truy tìm, so với tìm mà không có mục đích cụ thể sẽ có hiệu quả hơn. Đúng vậy, lời tiên sinh nói đã nhắc nhở tôi. Mọi người theo tôi. Đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Hẻm Qua Mai. Tôi hỏi các người một lần nữa, tối nay có người nào đã gặp Lưu Ly Tử hay không? Không có. Lưu Ly Tử mấy ngày trước đã không về đây nữa rồi. Chị Linh, trước khi nói gì chị phải suy nghĩ cho kỹ. Thật sự là không có. Bây giờ thì sao? Đáng sợ quá. Không dám giấu gì trưởng quan. Lưu Ly Tử thật sự không có trở về đây. Nếu như trưởng quan không tin, có thể vào trong nhà chúng tôi lục soát thử. Cái cô bé lúc nào cũng đi theo chị đâu, sao không thấy? Nó đi ra ngoài rồi. Trước khi nó đi, có nói với tôi là đi dạo phố, chắc là cũng sắp về rồi. Cô bé đó đi dạo phố cũng đặc biệt thật. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, cô ta còn chưa về. Tôi cho chị biết, nếu như chút nữa cô bé đó còn chưa về, tôi đành phải giết hết tất cả các người. Để tế vong linh của đại tá Fukaya đã chết, dĩ nhiên bao gồm cả cô bé đó và Lưu Ly Tử nữa, bọn họ sẽ xuống dưới đó đoàn tụ với các người sớm thôi. Chị ngủ quên hả? Ừ, chị mệt quá rồi. Ngủ thêm một chút nữa đi, em sẽ ngồi đây với chị nha. Chị đâu có yếu ớt tới vậy chứ, ngủ mà cũng cần em bên cạnh. Bạn bè chính là dù chị có cần em hay không, em vẫn sẽ ở đây. Tiểu thư à, chỉ cần chị đồng ý, Tỷ Tâm sẽ mãi mãi đi theo làm bạn với chị. Chị Linh sao rồi? Chị Linh không có sao. Chị ấy nói là Watanabe tới lục soát,
nhưng không tìm được chị nên hắn bỏ đi rồi. Chị yên tâm đi, em không nói với chị Linh là chúng ta đang đi chung đâu. Em sợ chị ấy sẽ lo cho chị. Tốt, chỉ sợ Watanabe không tìm được chị rồi tới phiền chị Linh thôi. Tiểu thư à, sau này chị phải tử tế với mình hơn một chút, phải biết chăm sóc tốt cho bản thân có biết chưa. Chị coi chị tiêu tụy chưa kìa, không giống cô tiểu thư trước đây từng dạy em múa hát gì hết đó. Không sao đâu, nghỉ một lát là khỏe thôi mà, em đừng lo ha. Được, vậy chị cứ ngủ đi, em ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho chị nha. Ừ, được rồi, chị ngủ chút. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Tẩy Tâm, Tẩy Tâm, ai đánh đàn? Ủa, ai đánh đàn? Ai đánh đàn vậy ta? Không lẽ cô Lưu Ly Tử đã trở về? Là cô thì sao? Đàn phát ra từ đâu lại trở về hả? Cô ấy trở về thật sao? Coi bộ cô gái đó không chỉ quay về Bách Lạc Môn mà còn tặng cho chúng ta một món quà, Phó Quan Watanabe. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hai người các cậu ở lại đây, những người khác theo tôi. Lưu Ly Tử đâu? Lưu Ly Tử cổ. Đâu, chúng tôi tới trễ. Lúc nãy chúng tôi tới hiện trường, trận đấu đã kết thúc. Hiện trường chỉ còn lại kiếm ngắn của Fukaya và vết máu. Lưu Ly Tử đã mất tích. Đại ca, xin lỗi anh, đã phụ sự phó thác của anh. Là tiếng gì vậy? Chúng tôi cũng vừa mới nghe thấy, hình như là tiếng đàn phát ra từ cung Lưu Ly thì phải. Chết rồi. Lưu Ly Tử tiểu thư, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Phó quan Watanabe phải đuổi cùng giết tận mới được sao? Giọng nói của cô sao lại như vậy? Cô không phải Lưu Ly Tử tiểu thư.
Thì ra là cô sau cô gái nhỏ. Không ngờ trình độ đánh đàn piano của cô cũng cao giống như Lưu Ly Tử tiểu thư. Nếu như bây giờ anh chết trong tay một người được anh gọi là cô gái nhỏ thì chắc chắn cảm giác không tốt mấy, phải không? Ở chỗ này có bom, tất cả mau chạy đi. Chạy mau. Xảy ra tiểu thư. Chính là dù chị có cần hay không, em vẫn sẽ ở đây. Tiểu thư à, chỉ cần chị đồng ý, em sẽ mãi mãi đi theo làm bạn với chị. Phim được và lòng sao mà em ngu ngốc dữ vậy tại ta? Em tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao ơi? Lưu Ly Tử, anh đừng qua đây. Tẩy tâm, tẩy tâm, tẩy tâm. Anh xin lỗi. Anh biết anh chưa bàn bạc với em đã đi giao tình báo là lỗi của anh. Nhưng mà xin em hãy tin anh có lý do của mình. Anh câm miệng cho tôi. Lý do hả? Tôi giết chết anh. Anh là kẻ lừa đảo. Tại sao lúc nãy anh không đi tiếp ứng tôi đúng giờ? Tại sao anh chưa bàn bạc với tôi đã đi giao tình báo chứ? Anh đã chết tẩy tâm rồi. Đúng là bất cứ lúc nào anh cũng chọn nhiệm vụ của anh. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh không thể nào ngờ được hậu quả nghiêm trọng như vậy. Anh xin em hãy tin anh. Anh không biết anh phải làm gì em mới chịu tin anh đây. Chuyện anh làm anh đã làm xong rồi. Anh còn muốn cái gì nữa đây? Tẩy tâm vì anh cho nên mới chết. Anh xin em đừng nói như vậy được không? Chúng ta hãy rời khỏi đây, tìm chỗ nào đó nói chuyện với nhau đi. Nạp Lan Đông, anh cứ luôn miệng nói rằng anh không lừa dối tôi, anh yêu thương tôi hết lòng hết dạ. Đây chính là kết quả mà anh yêu tôi đó sao? Tôi sẽ bắn chết anh. Anh vốn dĩ không yêu thương gì tôi hết. Anh sao anh có thể không yêu em được chứ? Nói mau, anh nói mau đi. Thực ra anh có yêu tôi không? Anh rất yêu em. Được, nếu như anh nói yêu tôi thì phải để tôi dùng cách của tôi giải quyết mối quan hệ giữa hai chúng ta. Một mạng nên một mạng. Còn 3 ngày nữa tôi sẽ chờ anh. Không phải đâu, 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 không phải đâu
Lưu Ly Tử, chị Linh Đà, Lưu Ly Tử, người buông tôi ra, lửa cháy mạnh quá. Lưu Ly Tử, buông tôi ra, vào trong mà. Để tôi vào trong. Không được, tỉnh lại đi, không có được vào trong. Lưu Ly Tử, nè, giải tán hết, nhanh chóng, lùi lại, kêu bọn họ lùi lại, họ lên, mọi người lập tức giải tán, lùi lại, buông tôi ra, về đi. Được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Triệt. Lưu Ly Tử. Triệt. Nè, Lưu Ly Tử. Em bị sao vậy? Anh nhìn thấy Bách Lạc Môn bốc cháy. Xin lỗi em, anh tới trễ rồi. Ông chủ, anh mau đưa tiểu thư đi đi, bọn Nạp Lan Đông đã sắp tới rồi. Đi mau lên đi. Đi. Gặp ác mộng đúng không? Không sao, anh đây. Gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có anh đi. Đây là đâu? Triệt. Đây là nhà chúng ta. Em quên rồi sao? Chỗ này rất an toàn, đừng sợ. Nhà chúng ta? Sao em lại ở đây? Em ở ngoài đường một mình, chắc là mệt quá. Cũng may ông trời thương tình để anh gặp được em, cho nên anh mới đưa em về nhà chúng ta. Nhà? Bây giờ em không còn nhà nữa. Em không còn gì hết. Em nói gì vậy? Em đã không còn nhà nữa. Em mất cùng Lưu Ly. Em mất Tẩy Tâm. Và cũng mất tất cả thù hận. Em rất nhẹ nhõm. Lưu Ly Tử đáng thương. Em có nhiều thù hận như vậy, sao lại không nói với anh sớm hơn? Một cô gái nhỏ nhắn mỏng manh giống như em mà lại mang rất nhiều thù hận. Tại sao khi chúng ta mới quen nhau, em không để anh gánh vác giúp em? Nếu em để cho anh gánh vác, chuyện chúng ta đã khác rồi. Thật không? Nếu như mọi chuyện có thể bắt đầu lại, em chỉ hy vọng là không có chiến tranh, chỉ có hòa bình. Cả nhà cha em không có ai chết, và cũng không có một câu chuyện đau lòng bi thương nào. Anh thực sự không ngờ người gần đây giết chết sĩ quan Nhật mà anh đang tìm, nữ thần Athena luôn dũng cảm chiến đấu hết mình vì hòa bình, lại chính là em. Là em luôn ở bên cạnh của anh. Anh thật sự nghĩ rằng em chính là Athena mà mọi người đang tìm sao? Vậy rốt cuộc là ai? Chờ tới ngày mà Trung Quốc thực sự hòa bình, chúng ta chắc chắn sẽ biết được. Chỉ có điều thế giới trong tương lai như thế nào chắc chắn không còn liên quan tới em, vì em đã mất hết tất cả rồi. Lưu Ly Tử, sao em có thể nói ra những lời này? Em đừng nói như vậy. Ít ra thì em còn có anh, thậm chí em còn có Đông. Sao em có thể nói ra những lời tuyệt vọng như vậy? Thấy em có thái độ bất cần đời như vậy, anh rất sợ, em có biết không? Không có Đông, anh ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của em rồi. Câu chuyện của em và anh ấy, trong khoảnh khắc Tẩy Tâm xuôi tay nhắm mắt, đã kết thúc hoàn toàn. Kết cục cũng chỉ có một, là anh ấy chết, em sống. Anh biết Đông đã phụ lòng em, nhưng mà bây giờ em vẫn còn có anh mà. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim. Em có cảm nhận được sự tồn tại của anh không? Anh ở bên cạnh em, anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì em hết đó. Em có hiểu không vậy? Em có biết một người đàn ông hoàn toàn có thể sống vì một người phụ nữ,
tới mức đánh mất tự do, tới mức điên khùng hay không? Em có hiểu cảm giác của anh không, Lưu Ly Tử? Em hãy nhìn anh thì sẽ biết ngay thôi. Sao em lại không biết chứ, Triệt? Nếu như anh không thể vì tình yêu làm chuyện dại dột ngu ngốc, thì không xứng đáng có, có được tình yêu. Nhưng mà anh thật sự ngu ngốc. Những chuyện anh đã làm đều có thể khiến cho anh phải trả giá đắt triệt à? Không, anh không ngốc. Cho dù sau này anh có trả giá đắt cỡ nào, anh cũng sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Lưu Ly Tử, em nghe đây, chỉ cần bây giờ em chấp nhận quay về với anh, chúng ta sẽ giống như trước đây, và chúng ta sẽ quay về khoảnh khắc khi mới quen nhau. Em giống như nữ thần, quay đầu nhìn anh, tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Nếu như tất cả mọi chuyện có thể bắt đầu lại,